Đi người Nam Tông chéo bên này, ló cái dài ra trắng trắng. Lần đầu tiên thấy thầy đeo cái mảnh vải này là gì? Cái này cái y nè. À, đó là cái y nè. Giờ mình đắp lên vậy nè, chịu không? Đặng chịu không? Mình là giữ giới, ví dụ như cái y này nè. Thêm như Nam Tông, Bắc Tông cho mình, cho người ta biết là Nam Tông đâu nè, tao quấn lên y vậy nè. À. Đó là vừa năm nửa Bắc Tông, vừa Nam Tông vậy đó. Pha pha đó là rồi. Ừ, pha pha lên vậy nè, đó, đi ra đường vậy nè. Khi sa di tùy theo gì hòa thượng gì cũng vậy luôn. Mà lại ấm nữa. Đó, còn cởi cái áo này ra thì nó cái lưng có gì đâu lạ. Đây là cái Nam Tông ha. Bắc Tông, Nam Tông gì cũng vậy hết. Dạ. Là đi khất thực là thầy ăn mặc như vậy hả? Không, nó thật là y áo đầy đủ, y áo Bắc Tông. Đi hát thật là y áo hậu với y như Bắc Tông mà là tụng kinh. Đó, còn đi ra đường mà không thèm bận cái kia nhiều là bận đồ này. Người ta làm vậy đặng cho mình biết cái y áo vậy vậy nè. Chứ cách chùa Bắc Tông mình bận đồ theo vậy nè, không có Nam Tông gì chứ. Không ăn thịt gà hả? Không có, Nam Tông là không được ăn thịt chó, mèo, trâu. Còn... Hả không? Mấy thầy bên Thái Lan nói là... Đạo Phật là cho gì ăn nấy mà. Ờ, thì đó, ba Nam Tông Bắc Tông giống nhau. Tại vì giống như Campuchia mà qua thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam vẫn là bộ cao nhất, vẫn là phó chủ tịch hội đồng, trong hội đồng của giáo hội Phật giáo nhau dưới sự chỉ đạo của Bắc Tông. Nam Tông với Ba Tông, còn qua mình Việt Nam qua Campuchia Thái Lan phải sự lãnh đạo của giáo hội Phật giáo Nam Tông. Nó ngược lại, tại Việt Nam mình nó Bắc Tông nó nhiều hơn nó Nam Tông. Nhưng mà giờ Việt Nam đông hơn à. Tại vì đạo Phật Việt Nam mình không có đạo Phật nào ở Việt Nam cả. Di Đà, Bồ Tát, Quan Âm cũng đều từ Trung Quốc, Tài Quản, Hồng Kông, Nhật, Đài Loan truyền qua. Còn riêng chỉ Phật Thích Ca là cả thế giới ai cũng biết là những nước quốc giáo như Campuchia, Thái Lan, Lào, Myanmar, Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka. Còn Đét cũng quốc giáo nhưng mà do cái đạo của bên Bắc Đét là Hồi giáo nhiều. Malaysia là Hồi giáo nhiều, Singapore là Phật giáo nhiều. Thầy, Phật giáo là chỉ... gì? Có một vị Phật đó là Phật Thích Ca đúng không thầy? Rồi, có Phật Thích Ca duy nhất thôi. Ừ, đúng rồi. Phật Thích Ca sao vậy? Phật Thích Ca giác ngộ dưới cao bồ đề đúng không? Ừ. Thôi chỉ có một vị Phật Thích Ca à. Ừ. Sau này mới xuất hiện thêm nhiều vị Phật khác. À. Thì giờ tụi con cũng thiết nghĩ rằng mỗi lần thầy dùng chữ là tóm gọn, giờ là thiết nghĩ rằng mình thiết lên câu chuyện mà mình đang nói, thật lại câu chuyện mà nói rằng là đang làm. Phải không? Vậy là bỏ từ tóm gọn hả thầy? Ừ, thì tóm, thầy, hồi nào giờ cứ đòi bắt người không? Rồi bắt đi tóm ta lại, bó chặt lại, giờ mình cho thả lỏng. Tự do tự tại, không có ràng buộc nhân dân, không ràng buộc tu sĩ, không ràng buộc tôn giáo nào cả. Tự do tín ngưỡng mà cứ rồi thầy tóm lại không? Tóm là bỏ lại, cột chặt lại, rút lại, phải không? Giờ mở dây rút ra, giờ mình nói nè, giờ mình dùng từ là từ khác hơn, là từ gì? Nói chưa nói thiết nghĩ rằng nó học bài giỏi quá, giáo viên vừa mở nói câu gì giờ hỏi ai nói lại thì thầy cho 10 điểm, quên hết luôn. Ở gì học giống như tiếng Anh á, thầy nói rất nhiều người học rất là giỏi tiếng Anh, hiện tại trong một ngày cũng có thể thuật lại và nghe được, nhưng mà có nhiều người dạy bữa nay thuộc lào lào hoặc quên, nhưng mà anh tuần sau không nhớ luôn. Thấy không? Học bữa nay, nhiều khi học bữa nay, ngày mai trả bài nhớ, nhưng mà ngày mốt là quên luôn. Rồi trả cái bài tiếp theo là trả bài mới, quên bài cũ. Thì thầy nói học với tiếng Anh Việt Nam mình khi nào mà đạt được, nói được, khó lắm. Cộng đồng người Việt mình mà giờ học suốt cuộc đời cũng vẫn tiếng Anh, cũng từ ngữ, từ vựng cũng vẫn quên. Thầy, tiếng Anh thầy hiện tại thì như thế nào thầy? Nói thì thầy chỉ có tốt nghiệp trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành ngôn ngữ Anh.
Rồi thầy khi mới là lấy cái bằng xong nữa là gì? Đã hành nghề một giảng viên các cho các trường đại học và cao đẳng. Vậy thôi, thầy mới lấy bằng giờ thầy đăng tin công khai. Giờ ai cứ copy. Nó như công an á, cái này nếu mà công an giỏi, ta chỉ cần trên Zalo thầy, Facebook thầy, chỉ cần thầy đăng cái gì copy xuống liền. Lỡ trường đó hỏi cần gì phải gặp thầy, phải không? Ta điều tra công nghệ không tin, và cái chỉ cần hình ảnh là biết rồi, cần gì phải đến coi cái tủ thầy có gì, đến chùa gặp thầy chi để lấy ra coi làm gì. Thầy bất cứ có cái bằng nào mới là thầy đăng lên liền, không bao giờ để qua ngày mai đâu con. Mới vừa lấy bằng xuống chưa ngồi đích nóng đích là thầy đã đăng rồi. Thầy vừa lấy bằng xuống không cười trên giảng viên hiệu trưởng trao cái thầy xuống, thầy chụp hình thầy đăng liền. Thầy có cái bằng nào thầy lẹ lắm, nhạy cảm lắm. Giống như căn cước á, mới vừa đổi căn cước cái thầy chụp liền. Căn cước là điện tử dễ bị lộ thông tin, thầy ăn liền cho lộ liền. Chơi luôn à? Chơi liền, quốc bộ công an phải thông tin bị lộ hết. Mình không phải bị lộ kiểu gì công khai, minh bạch, sáng tạo và không giấu giếm. Đâu phải như bà Nguyễn Thị Phương Hằng đâu, chuyện dĩ dãn, dễ gì giấu giếm. À, chuyện dĩ dãn, dễ gì giấu giếm. Thì ý là nói sao không? Cái chuyện xưa không thể không thuật lại và không thể giấu được. Giống như hồi nhỏ thầy ở trường tắm mưa đi, khi họ thật là trời ơi, xưa thằng nhỏ này dễ thương lắm kìa, ở trường trời ơi trắng nõn nựng đã hí ấn luôn. Thấy không, những cái chuyện xưa làm gì người ta phải thật là tiểu sử á. Con nghĩ sao mà không có bất cứ một lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, nhà vua cho đến tất cả các sư, các thầy, các cựu đời, khi mà làm một cái tổ chức dù nhỏ hay lớn hay là người dân đều có một tiểu sử cuộc đời hết. Thấy không, không có tiểu sử là không được, cái gì cũng có tiểu sử hết á. Thì thầy nói rồi, trong cái vấn đề lịch sử và tiểu sử, từ loài người cho loài vật cho nên thiên nhiên, xã hội và tất cả cái gì mà thiên nhiên nó tạo hóa ra, là con người tạo hóa ra, và tất cả động vật, thực vật, cây cỏ, hoa quả đều phải có lịch sử của nó hết. Thì cái lịch sử chứng minh rằng là tồn tại được bao nhiêu năm và để lại cho đời con cháu mình viết thành sách, thành những cái từ điển, thành những cái ngôn từ để cho triết học, nhà khoa học, để cho là những người nhà văn, nhà thơ viết thành một cái bài đề tài để cho sau này tuổi trẻ nó luận bài, luận văn, luận án, làm tầm văn, làm thơ, làm văn, hoặc là cho những người dân trí thức dùng những từ ngữ siêu hình, siêu vũ trụ, siêu phàm, rồi là một người thông minh trí tuệ, là một người nhà bác học không cần học, rồi nhà thơ không bao giờ không viết thơ, nhà văn thì lúc nào cũng không bao giờ nói không viết văn, đúng không? Nhà văn là làm văn mãi, nhà thơ làm vơ hải, nhạc sĩ là viết bài hát và hát mãi, đúng không? Thì ta nói phải có tiểu sử cuộc đời, có thơ, có văn, có mọi các thủ tục hành chính. Thì chúng ta phải khẳng định là trong cuộc sống phải có xưa và có nay. Con nói bao giờ không có xưa sao có nay, không có ông bà sao có con cháu mình. Ta loài người, ta nói hồi xưa ta nói là loài người xuất phát từ đâu, phải có từ động vật tiến hóa, từ loài người tiến hóa, con người từ đâu ra. Đấy không? Phải có thời kỳ thời mưa nghỉ chút đi, còn lắm con chứ rồi này. Nó là gờ mà hãy dùng nhỏ thì hạ như nó muốn thân thể à. Thôi thôi, muốn không ta. Mưa lắm quá, quay mưa. Thầy chùa mưa như vậy sao không sửa chùa ấy thầy? Dọc á. Chùa dọc hay sao thầy không sửa chùa ấy? Đang
đi học thầy cũng mở luôn. Đi học tại mọi nhà tối thầy làm đề tài, rồi tối thầy mới đi học online lên mạng. Rồi thầy đi trực tiếp tham qua ở chùa hát rồi thầy đi xuống thầy cũng được học trực tiếp. Có hai phương pháp học trực tiếp và học gián tiếp là học online. Đi học thế được không? Ra lấy cái chìa khóa này, khóa cái cửa lại, nhiều khi khách vô mình đang nói chuyện thì cũng phiền. Cái chìa khóa mới cũ đó, đổ khóa hai chìa đó. Hai hiện tại ở bên đây hai có cái chìa đó, dẹp đó, lấy cái này đó. Lấy thêm cái lấy không có bóp được, phải có cái chìa khóa vô.